chơi lâu lắm. Ai chạy cửa trước đấy, ai chạy cửa trước đấy? Em. Ok. Nó ngồi trong rồi. Ok. Get the fuck. Mozin à? Anh giết rồi. Ai chạy cửa trước? Tim à? Em gấp tường ai vậy? Anh trong nhà. Rồi, thay. Thôi tại xử lý xác. Mở mắt trong chưa? Nó mở rồi. Mở rồi, tại là xử lý cái xác của thằng. Get 23 cái gì? Mở nghe. Để nghe tiếng này biết mà xử bắn xong. Đen đấy luôn. Đúng đó nhiều quá ta. Đám to mà. Có Rider. Okay. BZXA. Có rồi, đợi chạy. Yeah, phải chết vậy luôn. Bố xin lên. Chết rồi. Chúng ở trong chỗ bật còi đang ra. Định dẫm sắt đúng không em? Không. Em không dám. Anh ở chỗ nhà vệ sinh đang kê ra cửa to. Nó nét vô chỗ em. Nên nữa. Cease fire. No way. Good one. Hold your fire. Cease fire. Not bad. Ui đi, mẹ quả nết dính. Nó đang kê chỗ anh. Bên này cũng có một thằng. Ui đi. Quả nết toàn dính cửa. Anh ở bên phải rồi nhá. Anh ở đường chỗ sang sang chỗ anh chắc ấy. Incredible. Sniper, you that are fucked. Fuck, you're good. What the hell is the matter with you? We got a fucking rat. Kill him. Go. Để lên sát cửa đi. Rồi. Anh đang ở sát cửa rồi. Cẩn thận nó kê ở cuối đường nhá. Rồi.
Ok. Anh đi đường cuối đường. Giết một. Em cứ kê đầu bên đấy, đi. Bọn này bắn flash, may mà anh giết cục pick ra, anh đeo dính, may quá. Em tưởng anh mù, anh chạy tới. Ừ. Mẹ tài bà lắm thế. Mẹ ghét cái gầy thì giật mày. À, giờ đạn nó cho chế rồi mà. Anh tạm thời đóng cái cửa bên này, anh đóng cắn cái bên nữa. Anh xem thằng này còn nết không? Xác tài có mấy quả. Ừ, ok. Một quả. Anh em cứ đề phòng. Có tiếng chừng tới. Tiếng đang đi là anh. Tiếng đang đi là anh. Rồi. Em vừa đi chỗ đúng không? Mình, đúng rồi. Chỗ nãy mình kê bắn nhau với nó một tiếng. Ừ. Anh đang vào chỗ bật còi. Bây giờ anh không đẩy ở giữa rồi. Vào đây nhiều góc quá. Em vô nhờ. Ừ. Trách tôi đừng có vào hẳn. Cứ trách trách cho. Không vào, không vào. Không thấy gì hết. Anh đang chỗ cực kính. Phòng cửa kính clear. Vào cái phòng này. Anh súng của em đúng không? Đấy là em à? Đấy là em à? Rồi em. Rồi ok bắn ok. Rồi, bắn rồi. Đấy là anh nhá. Rồi. Hai. Thôi, anh em dọn vào này thôi. Mấy em ơi, đi chừng anh tại nghỉ sớm nhá, anh em chi tiếp. Ok, bye bye. Ok, bye. Nhà má bắn nhau đấy, coi chừng có người. Các ông chat từ lúc nãy đúng không? Tôi lúc ấy tôi tập trung quá tôi không đọc. Và em lút thằng em giết đi này. Em lút đi, lút đi. Ui, level 7. Nhà anh lút thằng đằng sau.
em nghe tiếng có thằng loot đồ. Sao? Khi nào? Có khi nào tiếng Anh không? Ờ chắc ăn quá. Em đi ở giữa này. Em đang lấy đồ của Bin. Ờ Ai anh cần đồ ăn không? Ờ anh đủ à? Anh chết rồi, anh chết rồi. Láo vãi lìn. Em xài đang giỡn. Xem còn đằng nào. Lia là em chạy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vẫn còn tiếng chân nữa. Bắn đạn PS. Em gì còn sống. Em nghe có tiếng chân ở dưới à? Đúng rồi. Nghe tiếp. Đi chậm. Đúng rồi. Nó dứt ra. Phải đang check phòng đồ. Anh giết rồi, anh giết rồi, anh giết rồi. Thì phải đang check hộp đồ thì nó xuống. Đi chậm chậm lố cái chân người này. Lắm rát đấy Linh. Ừ. Học đó to anh. Đó hay to. Bộ ở đây béo như. Nó xài khẩu súng yêu thích của Thắng. Đồ full bài luôn. Đấy nó là dí là tính người thì mẹ. Mất xác. Nét. AK này anh không lấy em lấy nha. Ừ lấy đi. Vẫn thằng này lấy súng của Thắng sao á? Đúng. À chắc có khi trận trước rồi. Gặp lại ngày xưa vậy chưa. Ôi. Yep, nghỉ trước đây. Sao đấy? Nghỉ à? Vâng, 3 giờ rồi anh chơi xong rồi, 3 giờ rồi đúng. Ờ. Ok. Mai nữa, kể còn 2 giờ thì em chơi. Ok. Đồng hồ nó ba đầu. Ngồi chút nữa tới sáng. Thôi, không thể quên được. Sớm. Quên thời giờ luôn.
giống thành hiện á. Có một cái giáp trooper mới tinh này với cả khẩu SVD anh không lấy đâu. Nên lấy cho thắng. Ok, bye bye em. Bye thắng. Ok, anh cũng nốt trận này anh nghỉ thôi. Em này mà chơi mà không để ý chút nữa tới sáng hồi nào không hay luôn. Đúng rồi, nhanh lắm. Ok, đi. Ok, bye bye.